Chào tất cả các bạn, có một sự thật rất đáng kinh ngạc, đó là theo thống kê của bên của Công an Việt Nam ta thì trong những năm gần đây là có khoảng hơn 2.000 người phụ nữ Việt Nam đã bị bán vào Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Cái từ nô lệ tình dục ấy, trong tiếng Trung thì chúng ta có cái từ là xin nú, xin là tính dục, tình dục đấy. Còn nú là nú lì, nô lệ. Người ta gọi là xin nú, tức là nô lệ tình dục. Đây là con số rất đáng kinh ngạc, khẩn trương nhà, rất là kinh ngạc. Thì những cái người phụ nữ bị bán qua biên giới này đa phần là họ văn hóa thấp. Mà văn hóa thấp thì sẽ dẫn đến là chúng ta cũng không có các cái cách, hoặc là không có sự chuẩn bị, hoặc không có những cái đường lối để mà xử lý tình huống. Lúc đấy chỉ có ý chí khu, tôi cứ khóc thôi, đúng không? Chả giải quyết được vấn đề gì. Rồi nào là đi sang đó đi làm ô xin, đúng không? Sang đó làm quân kinh doanh buôn bán nhỏ, rồi chúng ta bị lừa. Thế thì mình làm cái clip nhỏ, tức là mình xếp ra khoảng độ 10 câu, 10-15 câu, rất là đơn giản, dành cho chị em khi mà chúng ta bị bán vào Trung Quốc. Điều này chả ai mong muốn cả, nhưng mà biết đâu lỡ, đúng không, bị bán sang thì còn biết những cái câu đấy mà nói. Hoặc nếu không, nếu mà có điện thoại, có mạng internet mà có thể truy cập được vào internet, vào ở Trung Quốc thì YouTube họ bị chặn mà, thì mình sẽ nếu mà chị em mà muốn bật lên cho người ta coi được thì sử dụng trên cái điện thoại phải cài VPN nhé. Cài VPN, mình đã thử cài rồi thì thấy ok. Cài VPN nó miễn phí thôi. Cài xong rồi thì mình mới có thể ấn vào cái nào, ấn vào cái kia được. Hoặc nếu mà chị em mà tập được 50 câu như thế thì chắc tôi nghĩ chị chỉ 1-2 câu thôi. Còn nếu mà được 50 câu thì ngon đấy. Thì chị em cũng có cơ hội để mà thoát. Bởi vì theo bản thân mình nghiên cứu hoặc là tham khảo từ các chị em đã bị bắt ở Trung Quốc xong rồi đã trốn về, thì hầu như là họ tiếng tăm chả biết gì, mà chính là vấn đề tiếng tăm không biết gì dẫn đến là không thể thoát về được. Nhưng nếu mà biết dăm câu thì mọi chuyện là cũng trở nên xuôi. Thế thì khi mà quá trình mà chúng ta bị bán qua biên giới thì có thể là do chúng ta nhẹ dạ cả tin. Thường là nếu mà chúng ta văn hóa thấp thì chúng ta hay tin người. Ở quê ra thì chúng ta cứ thật thà, nghĩ anh nào như trai làng nhà mình cũng tử tế, đúng không? Yêu xong rồi cưới, cưới xong rồi đẻ. Nhưng mà đời thì nó không giống như mơ. Vậy cái đầu tiên các bạn cần quan tâm, ví dụ cái câu đầu tiên mà mình muốn nói, tức là chủ đề ngày hôm nay luôn, thì nó là gì? Ủa, bê, mai, tạo, trung, của. Ủa, tôi, bây, bị, mai tạo, bán sang, trung của Trung Quốc. Tạo, là, xin nú, nô lệ tình dục. Ủa, bây, mai, tạo, trung của, tăng, xin nú. Tôi bị bắt sang Trung Quốc, bởi tôi bị bán sang Trung Quốc để làm nô lệ tình dục. Một câu rất là dễ mà hoàn toàn chị em có thể nói được ngay. Cứ nhìn thấy công an phát là kêu toáng lên nhé. Chiêu Minh à, Chiêu Minh à. Chiêu là cứu, Minh là mệnh. Một cái từ thám tử. Chiêu Minh à, Chiêu Minh à, cứu tôi với, cứu tôi với. Đó, đúng không? Hoặc là chị em hô lên tả chía, tả chía, tả chía. Cướp, cướp, cướp. Đúng không? Tả chía, tả chía, tả chía. Cứ hô thế đã. Thì công an họ sẽ làm sao? Họ sẽ biết để họ giúp mình. Cách công an khoảng 2-3 mét là mình phải hô lên ngay, đúng không? Đó. Tại vì trong cái quá trình họ bắt mình để mình đưa về thì họ cũng phải đi qua rất là nhiều đường đất, đúng không? Nếu họ chưa không đánh thuốc mê mình thì hoàn toàn là có những lúc họ kiểm soát mình. Họ có thể dùng dùi cui hoặc là dùng dùi cơ điện ấy, để họ uy hiếp mình. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp đấy mà cách công an khoảng 2-3 mét là nếu là mình chắc chắn mình hô lên. Rồi kể cả nó dùng du ký điện làm chắc gì mình đã chết, chỉ hơi bị thương thôi mà, đúng không? Mình hô thôi. Chiêu Minh à, Chiêu Minh à, Chiêu Minh à, cứu tôi với.
À, đúng không? Hoặc là tả chía, cướp 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 cơ hội thế đã, để cho công an người ta lại giải quyết. Và theo kinh nghiệm của mình đã sang Trung Quốc khá nhiều, thì người Trung Quốc không nhiệt tình, họ không nhiệt tình giúp đỡ chúng ta đâu, mà tiếng tăm của bạn chả biết gì nữa thì chịu chết, đúng không? Thì chỉ trông vào công an thôi, đứng cách xa 3-4 mét là phải hô toáng đấy, đúng không? Chứ đừng lôi đấy, không phải sợ vì người ta cầm cái dùi cui điện, trừ khi người ta cầm súng người ta định bắn vào đầu mình thì may ra thì mình mới thôi, đúng không? Chứ cầm kể dùi cui điện thì phải hô lên vài cái tính sau, được chưa? Bây giờ một cái mẫu nữa là khi mà mình trốn được, à trước khi mình trốn được đi, thì thường là người ta sẽ đưa mình về các cái vùng quê hẻo lánh, rất là xa xôi xa thành phố. Thì thường là ở các cái vùng quê như vậy thì họ sống theo bầy đàn, sống theo theo làng xã của họ, thì mình trốn cũng trốn được bởi vì không có xe taxi, mà đường đất đá như thế, đi ngựa hoặc là đi xe win thôi. Thế thì khi mà mình đi bộ thế dọc đường thì trăn trâu cắt cỏ người ta cũng báo nhau, người ta bắt lại mình về thì cũng chết. Thế nên là trong cái quá trình ở ăn ở người ta thì cũng phải cố gắng tích lũy tí tiền, đúng không? Rồi là tìm hiểu đường xá, giả vờ ngoan ngoãn để thôi thì là mình tranh thủ nhờ chờ đến ngày về với chồng với con, đúng không? Thì khi trong cái quá trình mình ở với người ta, thì mình thôi người ta đánh đập mình phải kêu người ta, đúng không? Pía táo ủa, pía táo ủa, đừng có đánh tao. Pía pía là đừng, tả tả là đánh, pía táo ủa, đừng có đánh tao. Ủa thi nghỉ tờ khoa, tao sẽ nghe lời mày, được chưa? Ủa thi nghỉ tờ khoa, tao nghe lời mày, pía táo ủa, mày đừng có đánh tao. Nói thế cho nó yên lòng, nó táng mình ngày mấy trận thì chết. Thế thì trong quá trình mình sang đấy thì có thể là nó bắt mình làm lụng vất vả, rồi có rất nhiều những thứ khó khăn, đúng không? Thì thôi thì cũng phải chịu đựng thôi, biết làm nào. Ăn uống kham khổ thì cũng phải cố mà để còn giữ sức khỏe. Thế thế thì rồi là tối lại phải ngủ hết thằng bố thằng con chẳng hạn, đúng không? Ừ. Câu chuyện đấy chắc ít thôi. Nếu mà mình ngoan thì nó cũng không đến nỗi là, nếu mà mình bỏ trốn nhiều lần cơ thì nó sẽ làm sao? Bán mình đi, làm chi nhỉ? Làm cái gái điếm cá bè à. Đúng rồi, Nipu tham mình đầu khoa. Nếu mà các bạn không nghe lời thì chúng nó tham mình đi chiêu tháo hảo, đi, tức là bạn sẽ bỏ trốn. Tham mình chiêu mai này chung trị, bán bạn đi, tăng chi mỉ làm cá bè, ví dụ thế. Thì như thế thì cuộc sống nó còn khổ ải hơn nữa, vất vả hơn nữa, đúng không? Nhưng trong cái quá trình mà bị bắt, mà nếu mà chúng ta không thể thoát được, không kêu cứu được, mà đã về đến thôn trang nhà nó rồi, đã về đến tít vùng xa xôi rồi, thôi phải chấp nhận nó. Nhưng nếu mà nó bắt ngủ thì cũng phải giả vờ cung phụng nó, đúng không? Giả vờ là làm hài lòng nó. Cái tối ngủ với nó thì mà nó bắt mình làm tình, đúng không? Nó bảo mình là ủa cân ý chua à, tao muốn làm tình với mày. Thì mình cũng phải giả vờ chăm sóc nó, phục vụ nó, đúng không? Làm cho nó sung sướng rồi. Lúc nào mà nó phê lên thì mình cũng phải giả vờ háo sảng à, thật là sướng quá, vì thế phê quá. Đấy là để mình lừa nó để mình tìm cơ hội để mình trốn về, để nó nghĩ mình đáng tin cậy rồi, đúng không? Thời gian đầu nó sẽ cứ báo, nó cứ cử người nó canh gác mình thì cũng khổ. Thế nhưng mà thời gian sau mà nó thấy mình khẩn thiên khoa, rất là ngoan, khẩn quài, rất là ngoan ngoãn, thì có thể nó cho mình làm những việc này việc kia, cho mình đi lăng quăng trong cái khu vực đó, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có niềm tin là mình cũng chạy được, bởi vì sao? Bởi vì núi cao quá, đường hẻo lánh quá, khó đi lại quá, khu vực thì toàn người nhà nó, đúng không? Nhưng mà dần dà thì mình sẽ tìm cách mình trốn đi được. Thì khi mà chúng ta trốn được chẳng hạn, thì đầu tiên là phải gọi điện thoại cả, đúng không? Thì ví dụ tìm được đến nhà dân mà xin được gọi điện thoại thì mình phải nói là ủa giao tả tên khoa, ủa giao tả tên khoa, tôi muốn gọi điện thoại, ủa tôi giao là muốn tả tên khoa gọi điện thoại. Và nhớ là số Việt Nam mình là 084 nhé, Trung Quốc là 086 đúng không, còn mình là cộng 84 rồi mới đến số 9122443 gì đấy, đúng không? Gọi về Việt Nam cho người thân hoặc là gì đó.
Còn khi mà mình trốn, mình bỏ chạy dọc đường thì mình gặp được ai đó giúp mình thì mình sẽ bảo người ta như thế này: Ủa yêu tao chỉ giá trí, tao muốn đến sở công an. Ủa yêu tao, tôi muốn đến chỉ trá trí sở công an. Ủa yêu tao chỉ trá trí. Theo người ta, nếu người ta tốt, người ta đưa mình đến. Thực ra người Trung Quốc cũng không phải là xấu thật, cũng có những người người ta cũng tốt mà. Về cơ bản là người ta tốt. Cái chuyện mà người ta mua bán chúng ta thì đấy là cái đội buôn bán chuyên nghiệp rồi, gọi là quải mai sinh núi thoán khổ rồi, đúng không? Tức là cái đội chuyên bán người chuyên nghiệp. Chứ còn người dân Trung Quốc thì họ cũng hiền lành thôi, cũng tốt bụng, nhưng mà tốt là tốt tính thế thôi, nhưng còn để mà giúp đỡ chúng ta, tiếng tăm chúng ta ú ớ, người ta rất ít khi giúp đỡ chúng ta, và họ cũng lạnh nhạt, nói thẳng tưng là như thế. Chúng ta đi tiếp. Mình có thể nói cho người ta biết: Wǒ shì Yuè Nán rén, tôi là người Việt Nam. Wǒ shì Yuè Nán rén, người Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Nếu mà bạn đói thì bạn kêu tôi đói. Wǒ ưa, Wǒ ưa sử là tôi đói chết đi được. Wǒ ưa sử là tôi đói chết đi được. Wǒ yào chư phạn, Wǒ yào chư phạn, tôi muốn ăn cơm. Tôi muốn được ăn cơm. Wǒ yào chư phạn, tôi muốn ăn cơm. Wǒ yào hē shuǐ, Wǒ yào hē shuǐ, tôi muốn uống nước. Mình khát đúng không? Wǒ yào hē shuǐ. Tiếp tục. Ví dụ như là mình đã trốn được khá khá rồi, mình muốn đến cái vùng nó sầm uất đúng không, để mà có được sự giúp đỡ của lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Châu chẳng hạn, đúng không? Thì mình nói là tại của tao Quảng Châu hỏng mà đưa tôi đến Quảng Châu có được không. Tại của đưa tôi, tao là tới, Quảng Châu là Quảng Châu, hỏng mà được không, thì thôi thì nhờ các anh xe tải vậy đúng không, dọc đường ta xin xin người ta cũng cho đấy. Tại vì có những người mà những chị mà chỉ nhờ những cái người xe tải chở rau chở hoa quả mà có thể về gần đi đường biên giới Việt Nam mà tự mò về đến Lạng Sơn là mình là giỏi. Thực ra nếu đặt vị trí của mình mà mình hiểu là những người phụ nữ gặp khó khăn như thế thì mình cũng giúp thôi đúng không, mọi người đều giúp cả mà. Tiếp tục, ta có một câu kế tiếp. Mình có thể nói với một ai đó là quấy hò quấy Yuè Nán, của là tôi, yào là muốn, khuấy về Yuè Nán Việt Nam, ủa yào khuấy Yuè Nán. Các bạn chú ý nhé, có thể nhiều khi người Trung Quốc người ta nghe nhầm mình nói là Yuè Nán, Vân Nam, người ta đưa mình sang Vân Nam nhưng người ta không đưa về Việt Nam đâu. Thế nên là mình phải nói là ủa yào khuấy Yuè Nán, khứa này ta muốn về Việt Nam, Hà Nội ấy. Nói khứa này là người ta hiểu, tại vì người ta cũng những người ở gần đường biên người ta cũng biết là khứa này sư Yuè Nán là sở tu, khứa này Hà Nội, sự là Yuè Nán tờ sở tu, thủ đô của Việt Nam, khứa này sư Yuè Nán tờ sở tu. Thì nếu mà trường hợp mà các bạn có thể bật lên được những cái thứ này để cho người ta xem, chỉ vào đấy người ta tự hiểu được những cái câu mà mình cần nói với người ta nếu mà mình không nói được. Còn khi mình tố cáo về một cái thằng nó bắt mình đã gặp được công an rồi, mình muốn tố cáo thì mình bảo tha táo của tha táo của, tức là nó đánh tôi, tha là nó, tả là đánh, của tha táo của, tha chi phu của, nó ức hiếp tôi, tha chi phu của, tha uy xíu của, nó uy hiếp tôi, tha uy xíu của, được chưa? Và xong lúc đấy mình có thể xin đúng không, xin công an, mình có thể bảo là ủa yào chuy Yuè Nán ta sứ quả, ủa yào chuy tôi muốn đi Yuè Nán Việt Nam ta sứ quả, đại sứ quán, tôi muốn đến đại sứ quán Việt Nam. Ủa yào chuy Yuè Nán ta sứ quả, văn chu hảo mà, văn chu giúp đỡ tôi hảo mà, có được hay không. Trên đây thì cũng chỉ là một số câu đơn giản thôi để giúp chị em có thể thoát được, té về được. Những chị em làm máu đi du lịch thì cũng phải thừa trong ngày một ít câu, bởi nhiều khi các bạn bị đánh thuốc mê hoặc là các bạn bị do nhẹ dạ cả tin mà bị nó dắt đi thì cũng thủ trong người được một tí kiến thức đúng không, ít nhất thì các bạn phải kêu được chiêu Minh Nga, chiêu Minh Nga, chiêu Minh Nga, cứu cứu tôi với chứ đúng không. Câu câu dễ nhất 15 câu thôi vừa dạy các bạn quên hết được, nhưng bắt buộc các bạn phải nhớ được câu chiêu Minh Nga, chiêu Minh Nga, chiêu Minh Nga.
tà chía cướp cướp cướp, hai câu đấy là phải nhớ được. Hai câu đấy có khó khăn gì đâu để mà nhớ, đúng không? Mình đi du lịch mình phải thủ hai câu cho người: chiêu mi nha, cứu tôi với, tà chía cướp. Đó, đấy là những kiến thức rất là sơ đẳng để mình có thể thoát ra được. Mà trong cái quá trình đấy thì ý chí cụ mới hiểu dùng, cứ khóc thì chả có tác dụng gì hết, đúng không? Chả cho vân vân tan tan, giả vờ ngu ngu đần đần để làm sao nó không đánh mình, nó tưởng là mình nghe lời nó, thì làm sao thì nó quản mình không chặt, không chặt thì mình mới trốn được chứ, đúng không? Chứ mình phản kháng trong trong lúc mà mình không có cơ hội để té thì mình phản kháng để làm gì, được chưa? Nó bắt ngủ thì phải ngủ, bắt làm tình phải làm tình để viết án nào, nó bắt làm việc mình em mình em tôi pi của chị càng của ngày nào nó bắt tôi đi làm việc, đúng không? Nó chuyện bình thường, nó lấy mình về mất bao nhiêu tệ, đúng không? Mất đống tiền nó mua mình thôi thì mình phải cố vậy, mà tranh thủ tìm cơ hội để té để trốn, đúng không? Trên đây thì tiếng Trung chuyển bây giờ cũng đã hướng dẫn sơ qua cho các bạn một chút, một vài những câu gọi là đơn giản căn bản để các bạn rơi vào cái tình huống bị bán qua biên giới thì sẽ xử lý được và tìm cách trốn về được. Thực ra bên Trung Quốc cũng rất nhiều người Việt Nam cũng có các số điện thoại của đại sứ quán hoặc là có các cái tổ chức có thể giúp được chị em. Thì bạn nào biết các cái số điện thoại và các cái tổ chức đấy thì comment ngay bên dưới cái YouTube này thì để cho chị em có thể là có cái để tham khảo. Lần đầu tiên mình làm cái chủ đề này cũng có nhiều thiếu sót thì mong các bạn bỏ qua. Nếu mà có những cái góp ý nào các bạn cũng comment bên dưới giúp mình. Thì cũng đây cũng chỉ là mình nghĩ là giúp được phần nào cho chị em khi bị bắt cóc sang Trung Quốc thôi. Mình cũng không nghĩ là nó là được đầy đủ đâu. Có thể là nếu mà có nhiều tư liệu hơn thì mình sẽ làm đầy đủ hơn. Chúc mọi người có được cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta chia hiểu là sinh xin phú thật sinh của chúng ta chia, chúc mọi người tôi hiểu đều có xin phú thật sinh của một cuộc sống rất là hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.